Dạ, bây giờ học là đánh trống. Làm như vậy nó không hay. Đó, bây giờ biết sử dụng trống rồi đó. Hai mẹ con đi khám phá tàu của cướp biển Pirates. Cho ai? Cho ai? Cho đi tới đây. Mình đưa ai đi tới đây? Bữa nào ông bà ngoại Úc về cho đi cái đây để khám phá, anh nghe nói vậy. Sợ bên ba mẹ yêu á. Sợ bên ba dám quên không? Đó là những căn nhà người ta cho thuê hoặc là bán của Novaland tại khu resort Mövenpick Phan Thiết. Ngày 30 tháng 9 buổi sáng, gia đình Bách Tú Khuê đi từ Phan Thiết về để lên Đà Lạt. Đi bằng một con đường rất lạ, đây là đường quốc lộ 28B. Đường dẫn đi qua khu vực này là Lương Sơn Đại Ninh. Đây là hồ thủy điện. Dân địa phương cho biết đây là hồ thủy điện có cái tên là Bắc Bình, hồ thủy điện Bắc Bình. Quay lại để cho ông ngoại xem. Kia chắc là cái đường ống nước dẫn xuống mà lúc mà đi về ngoại cứ hay đi ngang ông ngoại chỉ của đập Đa Nhiêm chắc vậy, của nhà máy điện Đa Nhiêm. Còn đây là hồ trước mặt, ý đèo bắn xăng. Đèo mới có được một quán, một cái trạm dừng chân. Hai mẹ con Bia nằm võng.
thì đây ông bà ngoại về đi đường Nam Bắc Đà Lạt Phan Thiết sẽ tìm cách đi đường này. Đây là lại thế nào.